Alo, các vị có nghe không? Dạ rồi. À, vô cùng xin lỗi với quý vị là cái bài giảng hôm qua đó là tôi giảng trong lúc tôi không có khỏe đó, cho nên là tôi giảng đại khái cho xong, mà đó cũng là cái kinh nghiệm bằng vàng để cho mình thấy rằng là mình ráng không được, đừng có ráng, bởi vì mình ráng như vậy đó là mình làm hỏng đi một cái bài giảng đi, một mình hỏng một buổi giảng. Cho nên là bữa nay tôi phải quay lại hai cái bài kinh ngày hôm qua, có nghĩa là hôm nay mình quay lại cái bài giảng ngày hôm qua. À, cho nên xin các vị quan hỷ cho xin lại cái bài cũ này, cái bài bài gọi là cái bài kinh kinh Kalama ngày hôm qua đó, bài kinh Kalama ngày hôm qua. Ở trong cái bài kinh đó đó thì khi mà Đức Thế Tôn đến một cái địa phương thì dân chúng ở đó đến gặp Phật và thưa với ngài đó là rất là nhiều vị sa môn, rất là nhiều vị tu sĩ đã đến đây và ai cũng khen mình chê người hết. Thì các vị cư sĩ ở địa phương nó họ rất là hoang mang, rất là nghi hoặc, là không biết đó là phải theo ai. Thì Đức Phật trong trường hợp đó ngài mới dạy rằng đó là sống ở đời mà cứ để cho cái đầu người khác nó suy nghĩ giùm mình á, thì đó là một cái kiểu sống rất là mạo hiểm. Có nghĩa là khi người ta nói cái đó là đúng thì chắc gì nó đúng, mà khi người ta nói cái đó nó sai thì chắc là dắt gì nó sai. Thì cái chuyện ở đây đầu tiên đó là mình phải có cái khả năng tự phân biệt đó, đó là cái nội dung đại khái như vậy. Nhưng mà nó lớn chuyện ở chỗ này này, khi mà ngài nói rằng là chớ có tin vì nghe là cái điều mà nó thuộc về truyền thuyết, nó thuộc về truyền thống được ghi lại trong kinh điển truyền tụng, chớ có tin chỉ vì cái điều đó nó do mình suy diễn, nó do mình tưởng tượng, chớ có tin vì cái điều đó nó phù hợp với định kiến. Đây là những cái điều rất là quen thuộc, rất là quan trọng. Truyền thống truyền thuyết là sao ta? Thí dụ như các vị thấy ở trong cái bối cảnh văn hóa dân gian Việt Nam thôi, ở miền Tây Nam Bộ thôi, có những cái niềm tin rất là lạ. Họ tin vào cái chuyện ông Tà ông Táo, rồi ở trong cái thế giới văn hóa tín ngưỡng của dân Nam Mỹ, cái dân mà thờ tập thờ mấy cái tapu, họ thờ những cái hiện họ thờ lại kính sợ những cái hiện tượng thiên nhiên, như là mưa gió sấm sét sông ngòi kênh rạch cái gì họ cũng sợ. Khi mà đứng trước thiên nhiên thì con người mình nó nhỏ bé lắm, và từ đó đó dẫn đến cái suy nghĩ một chiều phiến diện của các cái nhà khoa học. Khi mà nghiên cứu về tôn giáo đó, họ không có đọc kỹ về Phật giáo, họ xếp Phật giáo vào chung với các cái tôn giáo khác. Đó là một cái điều sai lầm thứ nhất. Phật giáo không phải là religion. Phật giáo không phải là religion, nhớ nha, Phật giáo không phải là religion. Và thứ hai nữa là họ đưa ra một cái nhận xét nghe thì hay đó, nhưng mà nó rất là nguy hiểm, bởi vì khi gom Phật giáo vào trong đó, đó thì cái nhận xét này xài không được. Họ nói rằng tôn giáo đi ra từ niềm sợ hãi của con người trong cái thời buổi mông muội chưa có ánh sáng văn minh. Thì cái đó là đúng với những tôn giáo khác, nhưng mà đối với Phật pháp là không. Phật pháp không phải đến từ cái niềm tin một chiều mang tính dân gian, cũng không phải đến từ cái sự sợ hãi của những người ít học, mà Phật giáo chính là cái kết tinh tuệ giác của một vị Phật, của một cái người đã dày công tu hành nhiều kiếp, chứ không phải là giống như bao nhiêu con tôn giáo khác nha. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa là tôi trở lại, đó là tôi nói rằng hãy cẩn thận với những gì nó thuộc về truyền thống, thì thuộc về truyền thuyết mình đã đành rồi. Mà nó còn có một chuyện nữa là chúng ta thường có thói quen đi theo lối mòn. Ở trong tâm lý học họ gọi đó là hiệu ứng quần chúng, hiệu ứng tâm lý quần chúng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là bản thân mình không thấy vậy, mình không nghĩ vậy, nhưng mà người kế bên mình họ thấy vậy và họ nghĩ vậy, rồi họ la toáng lên một người thì cái hiệu ứng nó nhỏ, nhưng mà khi mà nó qua tới 2 người, 5 người, 8 người, 10 người, 100 người, 1.000 người, thì nó tự dưng nó hình thành ra một thứ gọi là hiệu ứng tâm lý quần chúng. Từ cái chuyện có nó trở thành không, chuyện không nó trở thành có,
và từ đời này sang đời khác người ta tiếp nối nhau, như thế hệ này sang thế hệ khác, và tin tưởng vào cái điều mà nhiều thế hệ đã tiếp nối nhau tin tưởng. Đây là chuyện rất là nguy hiểm. Và làm ơn trong rung này các vị nhớ giùm tôi công thức này: cái chuyện nó đã sai thì 1 triệu người tin nó vẫn sai, cái chuyện đó là đúng thì chỉ có 1 người tin nó vẫn là đúng. Làm ơn nhớ giùm tôi đó các vị. Nhớ Galileo không? Galileo là một khoa học từ Trung Cổ, khi mà ông nói về cái trái đất này mà theo cách nghĩ, theo cái nghiên cứu của ông đó, thì cả cái dân châu Âu có ai tin ông không? Một ít thôi. Mà đặc biệt là với cái sự thống trị toàn diện của giáo hội Kitô thời đó, thì coi như tiếng nói của Galileo lập tức rơi vào cái sự là cái vòng xoáy của cái tín ngưỡng mê tín. Cho nên đó là ông cuối cùng thì ông bị đem ra sự 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 chết, và trước khi chết ông nói rằng tôi có chết nhưng mà trái đất vẫn quay nha, cho nên trái đất vẫn quay. Và chúng ta còn nhớ câu chuyện của ông Voltaire, là một văn hào mà cũng là một triết gia, một chính khách của Pháp, trong một buổi tiệc ở tại Paris, thì ông ngồi kế bên một người bạn thân. Ông bạn này ông hút thuốc bằng ống pip á, thì ông bạn này ông mới móc ống pip ra, ông nhồi thuốc vô ông hút, mà ông cứ bật lửa hoài nó không cháy. Thì trong linh mục ngồi kế bên ông mới khum cái bàn tay ông che gió cho ông này bật quẹt, thì lửa cũng không cháy. Thì ông quân tay ngồi kế bên nói thế này: dưới cái sự che chở của tôn giáo thì đâu có ngọn lửa nào mà có thể xuất hiện được. Cái câu nói là câu nói đùa, câu nói đùa nhưng mà nó thâm thúy lắm. Khi mà chúng ta sống bằng một cái khái niệm vậy, chúng ta sống bằng những khái niệm, bằng những khái niệm, bằng những định kiến, thì chúng ta khó mà khôn ra lắm, cái vị biết không, rất là khó. Vậy khi mà mình cái đầu mình nó đã quen suy nghĩ theo cái lối mòn như vậy, Việt Nam có cái chữ rất là nặng mà mình lại hiểu rất là hẹp, đó là ngựa quen đường cũ. Ở trong cái trường hợp này mình dùng cái thành ngữ đó thì nó sai, nhưng mà nếu mình được hiểu theo đạo Phật thì nó không có sai. Có nghĩa là sao ta? Trâu quen ngõ mà chó quen đường. Rồi thêm câu nữa là ngựa quen đường cũ, có nghĩa là những cái loài mà động vật cấp thấp không phải là con người đó, thì nó thường sống theo thói quen: trâu nhớ ngõ, chó nhớ đường, thì con người cũng vậy. Trong cái suy nghĩ của mình á, thường mình khó thoát ra được cái khuôn mẫu của định kiến lắm quý vị, rất là khó nha. Một phần là tôi tin má tôi tin ba tôi tin người lớn trong nhà của tôi tin thầy bà của tôi tin cái người linh hướng của tôi. Linh hướng cái người nghĩa là người hướng dẫn tâm linh của tôi đó. Tôi tin họ và tôi tin vào sách báo, những cái nguồn thông tin mà tôi có được. Khi mà tôi đặt niềm tin vào trong đó, đó thì nó tự dưng những thứ đó nó trở thành ra là một cái khuôn mẫu, nó trở thành ra là một cái lối mòn mà tự thân tôi khó bề mà thoát ra, trừ phi một ngày nào đó tôi có cái sự tiến bộ tâm linh, còn không nó tôi phải nhờ cái sự khai thị của minh sư thiện hữu. Còn nếu không thì cả đời này tôi vẫn tiếp tục đi theo lối mòn đó, theo cái kiểu mà trâu nhớ ngõ chó nhớ đường đó nha. Nhớ cái này, và tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần, chúng ta có 2 cái lối nhận thức trong đời này: một là nhận thức theo đúng vấn đề, hai là nhận thức theo đúng ý mình muốn. Cái này quan trọng lắm nha. Nhận thức theo đúng vấn đề có nghĩa là nó làm sao mình thấy như vậy, dù nó không đúng với cái suy nghĩ xưa giờ của mình nha, dù nó không đúng với suy nghĩ xưa giờ của mình, nhưng mà xét theo lý là nó phải như vậy, thì dầu không thích cũng phải chấp nhận nó như vậy. Và chúng ta nhớ trong vòng sinh tử luân hồi chúng ta có tới tỷ cái lối mòn, như nhiều kiếp quân tập các nghiệp thiện ác. Nhớ nha, cái này quan trọng nè: nhiều kiếp quân tập các nghiệp thiện ác, cho nên chúng ta bị đẩy xô vào vô số những hoàn cảnh, những môi trường không có giống nhau, và ở mỗi hoàn cảnh môi trường ấy ta lại lặng lẽ âm thầm kín đáo xây dựng nên những cái lối mòn định kiến mà mình không hay. 300 kiếp liên tục tôi là con chó, 600 kiếp liên tục tôi là ông vua, 700 kiếp liên tục tôi là con rắn, 15 kiếp liên tục tôi là một con mèo. Thì các vị tưởng tượng đi, chừng ấy cái cuộc sanh tử, chừng ấy cái bước đường sanh tử luân hồi đấy, thì ở mỗi mỗi cảnh giới như vậy đó, tự bản thân tôi hình thành ra bao nhiêu thứ tập khí, hình thành bao nhiêu thứ thói quen, hình thành bao nhiêu thứ định kiến. Bây giờ tôi trở lại mang thân người, tôi được học hành đàng hoàng, tôi có bằng cấp,
tôi có học vị, tôi có kiến thức chuyên môn về một cái ngành nào đó, nhưng mà cái lối suy nghĩ của tôi ít nhiều nó cũng trên những nền tảng cũ từ quá khứ. Chuyện này chúng ta tuyệt đối không thể phủ nhận nha. Đừng có coi thường, đừng có nghĩ ô lúc mình làm chó mà làm súc sanh mình biết cái gì. Sai. Làm chó mà nhiều kiếp quá nó cũng hình thành ra những thói quen rất là kỳ, những thói quen rất là kỳ cục của loài chó. Rồi những cái nhiều kiếp mình làm heo, nhiều kiếp mình làm phụ nữ, nhiều kiếp mình làm đàn ông, thì cái những cái thói quen mà được quân tập từ những cái kiếp sống đó nó để lại những cái vết hằn, những cái dấu ấn trong tâm tưởng của chúng ta mà chúng ta không cách nào chúng ta ngờ được. Đấy là lý do vì đâu chúng ta phải liên tục thân cận gần gũi với minh sư thiện hữu, phải liên tục biết lắng nghe, phải liên tục biết suy tư, nghĩa là vì đâu, là vì chúng ta từng bước tháo gỡ dần những định kiến đó nha. Và chúng ta thường có cái khuynh hướng thế này nè: suy nghĩ một mình thấy bơ vơ và mệt mỏi, cho nên chúng ta thích dựa vào người khác. Cho nên nó là ngoài cái nền tảng tâm tư của mình, ngoài cái hành trang tâm linh, ngoài ra cái gọi là vốn liếng là tinh thần quân tập nhiều kiếp, chúng ta còn có thêm một cái tật xấu rất là đáng ngại, đó là chúng ta thích nương tựa vào người khác cho cái đầu nó khỏe. Có cái vụ đó nữa, có cái vụ đó nữa. Chúng ta có cái bằng kỹ sư bác sĩ, chúng ta thấy cái chuyện đốt vàng mã nó thì kỳ kỳ sao á ha, nhưng mà chúng ta vẫn cứ thích hóa vàng. Hóa vàng từ đốt vàng mã nó hoa. Ủa, tại sao vậy? Là vì má mình đốt, bà ngoại đốt, láng giềng mình đốt, nguyên một cái làng xã ấp quận huyện tỉnh của mình ai cũng đốt. Thì tới Tết, tới ngày rồi rằm quân sóc vọng du lan tháng 7, thì tự nhiên cái là thấy cúng cô hồn, cái là mua sắp về đốt, mà đôi khi nguyên cái bằng bác sĩ nó dán trình in trên lưng mình đó. Nhưng mà đốt thì cứ là đốt thôi. Là vì sao? Là vì không đốt người ta nói mình vô thần, mình không đốt người ta nói mình không có cái tín ngưỡng dân tộc. Cứ vậy mà đốt. Rồi con mình nó là bác sĩ, luật sư, y chang như mình, nó cũng cứ bắt chước má nó đè rồi nó đốt tiếp. Nhớ nha. Cho nên trong cái bài giảng hôm qua đó tôi mệt quá rồi, tôi không có nói hết mấy cái điều này. Tôi nhắc lại, có bốn cái điều kiện hỗ trợ cho cái bước đường sanh tử của mình. Hỗ trợ ở đây nó có thể là negative hoặc là positive, tích cực hoặc là tiêu cực. Một là mình thường sống gần gũi những ai. Hai là cái mình sống ở trong cái không gian bối cảnh nào. Ba là mình thường nghĩ gì. Bốn là mình thường làm gì. Nha, tôi nhắc lại, sống ở đâu, thường gặp ai, thường nghĩ gì, thường nói gì. Chính bốn cái này nè, ở mỗi kiếp sống nó đẩy mình về một phương trời khác nhau. Và ở mỗi 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 phương trời ấy, thì bốn cái này nó tiếp tục, tiếp tục được nhân lên thành nhiều lần nha. Được nhân và được cộng, thỉnh thoảng nó có trừ, thỉnh thoảng nó có trừ. Bốn cái cộng trừ nhân chia nó đi theo chúng ta suốt dầu dục dòng sanh tử. Trừ là sao? Tức là khi mình ở gần cái người xấu nó thì có một số cái tốt nó bị trừ đi nha, mà có một số cái bậy nó được cộng vào. Biết trong rung cái hiểu không? Rồi có nhiều khi á, mình không phải cộng cái xấu mà mình cái xấu nó được nhân lên mới ghê chứ, nó đi nó được tăng lên theo cấp số nhân. Có trường hợp là có. Rồi mình ở gần người thiện thì có một số cái xấu nó được trừ đi và có một số cái thiện nó được cộng vào hoặc là được nhân lên. Thì các vị tưởng tượng mình là một cái cục tuyết mà từ chỗ này nó lăn qua chỗ kia, thì nó mỗi một lúc nó cộng vào trong bản thân nó bao nhiêu là thứ. Ở đây ai từng ở xứ tuyết thì biết, cũng nít nó có cái trò chơi tuyết, nó nắng tuyết thành một cục tròn, bắt đầu lăn 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 cục tuyết, càng lăn thì nó càng thu vào, nó càng nhặt vào, nó càng kết vào trong nó rất là nhiều thứ nha. Ai có chút ít kiến thức về hội họa thì biết, cứ màu A cộng màu B nó ra màu C, màu C cộng ngược đã là màu A nó ra màu F, màu F cộng với màu B nó ra màu N, cứ như vậy. Cuối cùng nó ra cái màu gì thì bà nội tôi cũng không biết nữa, mà đó chính là cái vòng luân hồi của mình nha. Cứ làm kiếp này mình sa đọa là mình cộng vô thêm thêm mớ màu ngộ ngộ của cái kiếp đọa, rồi mai này cái mình nhờ cái phước báo nào đó cái mình được về làm trời làm người. Mà khổ chỗ khi mình được làm mang thân người, mình sống gần ai đó, mình sống gần ai, mình sống ở đâu, mình thường nghĩ gì, mình thường làm gì, thế là trong cái thân người ấy ta lại tiếp tục là có thêm một số cái tập khí nữa, có thêm một số cái lối mòn để mình đi theo nha. Cái bài kinh này nó sâu kinh khủng, sâu không dò tới đáy là chỗ đó đó nha. Cho nên với chừng ấy hành trang tâm linh và hành lý tâm thức ấy, chúng ta có ngay một cái kiểu suy nghĩ, có ngay một cái kiểu tiếp nhận thông tin
Đấy, có nghĩa là khi mình cầm lên một cuốn sách hay là nghe một bài giảng thì chúng ta thường có thói quen đánh giá, nhận thức, ghi nhận cái bài đó, cái cuốn sách đó, bài giảng đó theo cái cách nghĩa của mình. Cho nên cuối cùng rốt ráo nhất được Phật dạy, cái chuẩn mực căn bản vẫn là thiện ác, hay cỡ nào nhưng mà xét về mặt thiện ác thì nó là thiện, là nên hay không nên. Nó dở cỡ nào nhưng mà xét về mặt thiện ác, nó nên hay không nên. Mà thiện ác là gì ta? Thiện ác là cái gì mà nó có cái nội dung, nó có cái tác dụng, nó có cái hệ quả là hại mình hại người thì cái đó là ác. Cái gì mà nó là lợi mình lợi người, nó đem lại nụ cười cho mình cho người đời này và đời sau thì cái đó là thiện, chỉ dựa vào đó thôi chứ không có cách chi mà không có chuẩn mực nào hơn nữa nha. Đó là cái chuẩn mực sơ đẳng đó. Còn cái chuẩn ở trong đạo Phật có hai cái chuẩn mực. Chuẩn mực thứ nhất là, dĩ nhiên trên căn bản là lấy thiện ác làm gốc rồi đó, nhưng mà nó có hai cái chuẩn mực. Chuẩn mực một, cái gì mà nó làm cho cái ác chưa có lại có, đã có rồi lại phát triển. Đó là chuẩn mực trong cái ác có hai. Chuẩn mực bên thiện cũng vậy, có những cái nó tạo ra cái thiện chưa có, hoặc là nó củng cố, nó hỗ trợ cho cái thiện đã có, như vậy thì tạo ra hoặc là phát triển nha, tạo ra phát triển. Có những trường hợp thí dụ như mình đi tu nha, mình thấy mình biết đạo, mình tin Phật, tin Pháp, tin Tam Bảo, đúng không? Mình học giáo lý, mình có hành trì, đúng không? Đó là tốt chứ đâu phải xấu. Đấy. Rồi mình ở gần là những bậc danh tăng, mình ở gần những bậc danh tăng, mình ở gần những cái vị hành giả thì cái đó là tốt chứ đâu phải là xấu. Tuy nhiên cái này phải nhớ kỹ lại, ở gần chư tăng, ở gần thiền sư, ở gần, ở đây tôi nhắc lại nha, có nghĩa là qua cái bài kinh này nè, qua cái bài kinh này nè, qua cái bài kinh này nè thì người Phật tử có một số chuyện phải làm sau đây. Chuyện đầu tiên đó là mình không có thể nào mà mình trong nháy mắt mà mình có thể xóa nhòa cái lỗi của chúng ta, là tôi giảng mà tôi không có chịu mở mắt, tôi giảng tôi nhắm mắt cho nên tôi đâu có biết là hết nghe. Bởi vậy đó, ở đời cũng như thế không? Có nhiều khi mình sống mà mình quên mở mắt cũng mệt lắm nha. Sống phải mở mắt rồi biết chuyện gì nó xảy ra xung quanh chứ. Mở mắt nó quan trọng lắm. Thì ra cái mở mắt nó cũng là một cái động tác quan trọng trong đời sống nha. Đấy. Rồi thì cái chuyện đầu tiên đó là chúng ta nhớ rằng không thể nào trong một sớm một chiều mà chúng ta tẩy sạch, chúng ta xóa nhòa 100% tất cả những cái tập khí mà bất lợi cho mình nha. Cho nên đây là những chuyện cần phải làm. Thứ nhất là mình tự xem, chắc phải ghi giùm tôi nha. Thứ nhất là mình tự xem, tự mình xác định cái thói quen mà tin người của mình nó như thế nào và nó bao nhiêu. Vì có nhiều người thích nương đổ vào người khác, cái gì cũng là nhờ người khác suy nghĩ giùm, người khác phán sao thì nghe như vậy cho nó nhẹ cái đầu khỏi suy nghĩ. Thì cái này nghe nó nhàn thiệt đó, nhưng các vị biết hay cái gì mà nó nhàn á thì nó nguy hiểm. Đời sống mà nhàn á thì sao ta, thì coi như là cơ bắp nó không phát triển nha, cái đầu mình làm biếng suy nghĩ thì sao ta, thì trí tuệ nó không phát triển. Nhàn cư thì với bất thiện, ở không làm chuyện bậy, rảnh rỗi sanh nông nổi. Cái đầu mình cũng vậy, cái đầu mình nó rảnh rỗi sanh nông nổi. Cho nên là ở đây đó là chuyện đầu tiên là mình coi cái thói quen mà tin người của mình đó nó như thế nào, nó ở mức độ nào. Từ đây mà sao phải nhớ rằng ta có tin ai, ta có làm theo lời ai thì ta tắt thở rồi ta cũng đi một mình thôi. Nhớ cái câu này, cái câu này quan trọng lắm. Trên đời này không có ai hơn được Đức Phật, không có ai hơn được Hiền Thánh. Vậy mà khi mình tắt thở rồi, nếu mình không có tu hành gì hết thì Đức Phật và các hiền thánh có giúp được gì cho mình hay không? Có nghĩa là
Phật đó, hiền thánh đó, nhưng mà vấn đề của mỗi người vẫn là của mỗi người, chứ không có hiền thánh, không có Phật nào mà giúp được mình hết trơn. Nếu mà bản thân mình là trời ơi nha, cái mình tôi nhắc lại nha, những ai mà có thói quen thích nương đổ vào người khác, thích xu hướng người khác, thì nhớ giùm cái này, tự hỏi lòng mình đó, là Phật rồi hiền thánh ở đời đó là thiêng liêng như vậy, là cao cả như vậy, mà có giúp được cho cái người mà không có tu tập hay không? Dứt khoát là không. Điều đó có nghĩa là các ngài là hiền thánh là chuyện của các ngài, nhưng mà cái chuyện của mình là chỉ vẫn tiếp tục là chuyện của mình. Rồi thì đối với các sư phụ, các cái người linh hướng cho mình cũng y chang như vậy nha. Họ có là ai, họ có hướng dẫn mình cái gì đi nữa, mình có tin họ bao nhiêu, thì mai này mình tắt thở rồi thì mình vẫn đi con đường của mình nha, chứ họ không có can thiệp được, mà họ không có can thiệp được. Mà cái mà đáng tiếc nhất đó, là tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài, ai ngờ giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Là bỏ ra mấy chục năm theo đuổi những cái hướng dẫn tào lao, rồi cuối đời nó thấy là mình đi nhầm đường, thì lúc đó đó thì ai mà chịu trách nhiệm đây, mình chứ ai nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là mình phải tự hỏi lòng mình coi cái thói quen mà tin người của mình nó như thế nào và nó bao nhiêu. Đây, nhớ cái đó. Rồi điều thứ hai, tự xét cái thiện pháp và cái ác pháp ở bản thân mình. Cái tự xét là sao? Mình coi cái gì ở mình nó cần phát triển, mình coi coi trong thân tâm mình, trong tâm mình cái gì mà cần phải cộng, cái gì phải trừ, cái gì phải nhân, cái gì phải chia. Các vị nhớ chưa? Tôi đang giảng cho đại chúng nên tôi đành phải lựa những cái khái niệm rất là đời nha. Cái điều thứ nhất là mình coi là cái thói quen tin người của mình. Thứ hai là mình coi là bốn cái phép tính ở trong lòng của mình. Có nghĩa là trong lòng mình cái gì cần phải cộng thêm, cái gì cần phải trừ đi, cái gì cần phải nhân lên. Nhớ cái đó, đó gọi là tu. Thì dựa vào hai cái pháp này nè thì mình mới làm đúng cái bài tâm ma nha. Và sẵn ở đây tôi nói luôn, vì trước mặt Thế Tôn là cái đám người Kalama, không phải là đám người khác, cho nên Đức Thế Tôn ngài không có nói gì tới Bát Chánh Đạo, không có nói gì đến tứ niệm xứ, mà ngài lại đem cái pháp vô lượng tâm ra ngài giảng. Nhớ nha, cái này trong đây là chúng ta phải ghi nhận cái điểm quan trọng này. Vì trước mặt ngài là cái đám người Kalama, ngài quan sát cái tâm tư, cái khuynh hướng của họ, cái căn duyên tiền kiếp nhiều đời của họ. Ngài xét thấy rằng cái chỗ này mà nhắc đến Bát Thánh Đạo, chỗ này mà nói đến gọi là tứ như ý túc, tứ chánh cần, tứ niệm xứ, thất giác chi, ngũ căn ngũ lực thì không có thích hợp. Mà cái đám này nè, khi mà nói tới cái thiện á, là chỉ nên nói về bốn cái vô lượng tâm thì nó mới là thích hợp với cái đám này. Nếu mà tôi không có ghi chú thêm cái chỗ này, bà con sẽ thấy hoang mang. Ủa tại sao kỳ vậy ta, thì tự nhiên ngay chỗ này nó có mắc mớ gì mà Đức Thế Tôn lại đem bốn cái vô lượng tâm này nói ở đây. Đây là cái chỗ mà người không có đọc kinh thì chịu chết chỗ này. Có nhiều khi mình hiểu lầm Thế Tôn là mình còn thêm tội nữa. Có nhiều khi mình nghĩ ngài giống như giống như lạc đề vậy đó, không phải. Có nhiều khi mình thấy người ta hỏi ngài một đường mà ngài trả lời một nẻo, nhưng mà cái người nghe đó họ bèn đắc quả mới ghê chứ. Là sao? Là vì ngài nhìn cái căn tánh của họ. Tôi đã nhiều lần tôi ví dụ như thế này, hai đứa cháu nội chạy vô mét với ông nội nha. Nội nội nó giành đồ chơi của con, nội nội nó mới đánh con. Thì nước ông nội có nhiều cách để giải quyết cái vụ đó lắm, nhưng mà trong đó có một cách mà người ngoài nghe không hiểu. Ông nội nói thế này: bà vợ làm xong chưa? Cái câu này nó trớt quớt, nó trớt quớt. Nó vô nó nói nội nội nó mới đánh con, nó mới giành đồ chơi của con. Ông nội không có xử, mà ông nội hỏi chứ làm bài tập chưa, bây giờ mấy giờ rồi. Thì tại vì sao ông nội nói như vậy? Vì ông nội biết rằng hai đứa này nè, nó rất là hiếu học, nó rất là coi nặng cái chuyện bài lớp, bài vở ở trường, ở lớp. Nó khoái cái vụ mà cô khen, nó khoái cái vụ điểm cao ở trường lắm. Nó nhiều lần nó đi về nó khoe dữ lắm, ông biết. Cho nên thay vì bây giờ mà ngồi xử là tại sao lấy đồ chơi của em, tại sao đánh em, không có cần xử, chỉ cần hỏi một câu thôi: bây giờ mấy giờ rồi, làm bài tập ở trường chưa?
nó nghe là coi như cái vụ mà đánh lộn, cái vụ mà giành đồ chơi là nó trở nên vô nghĩa, các vị hiểu chưa? Trong room này toàn là bà nội bà ngoại không mà nghe không hiểu này thì sống làm cái gì nha. Ở đây cũng vậy, có rất nhiều trường hợp người ta hỏi ngài một đường, ngài trả lời một nẻo. Và vì sao? Là vì ngài nhìn thấu suốt mọi vấn đề. Thế tôi vừa có tấm lòng nghĩ thấu ngàn đời và mắt nhìn ba ngày ba cõi mà. Cho nên các ngài nhìn qua, ngài biết ngay là cái đám này nó phải nghe cái gì, mà cái người không phải là cái đối tượng thính giả đó. Hôm nay đọc lại bài kinh xưa thì hơi kỳ kỳ, nhưng mà chỉ cần trong kinh giải thích cho mình, cái mình sáng bừng lên trong kinh họ tại sao Thế Tôn nói cái chuyện này ở đây. Là cái đám này tự nhiên họ tới họ than với ngài, họ nói là sao ông nào cũng nói mình hay hết rồi cũng con theo ai. Cái ngài mới nói là đừng có tin vào truyền thống truyền thuyết, đừng có tin vào cái điều gì đã chỉ được vì nó được ghi trong kinh điển, đừng có tin cái điều gì chỉ vì cái người mà nói điều đó là sư phụ của mình, là cái người mình thương kính yêu quý. Thì cái phần đó coi năng khớp, nhưng cái phần sau thì thấy hơi kỳ kỳ. Rồi ở đây ngài mới nói rằng đó là cái người mà biết biết được chánh pháp là nên tu tập bốn cái vô lượng tâm, nghe kỳ không? Ở đây ngài chớ hề nhắc nửa lời cho cái vụ bạc chánh đạo tu hành giải thoát gì. Tại sao? Là vì ngài thấy cái đám này á, là nó chỉ có tu tới đây thôi nha, tu tới đây thôi. Nhưng mà ngài còn biết thêm nhiều chuyện nữa, ngài biết rằng cái bài kinh này rồi đây sẽ được lưu truyền trong dân gian tới 5.000 năm lận, thì sẽ có vô số người, có vô số cái não tràng nó tiếp nhận bài kinh này ở nhiều cái hoàn cảnh tâm khác nhau nha. Lúc đó những cái người mà nghe lại bài kinh này, xem lại bài kinh này, họ sẽ không có màng gì tới bốn cái vô lượng tâm, mà lúc đó họ sẽ chèn, họ sẽ nhét, họ sẽ điền khuyết, họ sẽ phiêu ấp vào chỗ này là bắt tánh đạo là thất giác chi. Mày trong trong hiểu không? Không hiểu cũng tôi cũng im, tôi cũng đi qua luôn, tôi ghét rồi nha. Thì sau khi mà ngài nói rằng là mình đánh giá vấn đề dựa trên cái thiện cái ác, xong xuôi cái ngày mới đem ngày giảng về bốn cái vô lượng tâm, xong rồi ngày mới giảng cái này. Người mà có trí tuệ đó, khi mà nghĩ về thiện ác đó, dựa vào bốn cái tiêu chuẩn sau đây. Tiêu chuẩn thứ nhất, nếu mà có kiếp trước kiếp sau thì cái chuyện mà ta hại mình, hại cái ta làm cái chuyện mà hại mình hại người đó, chuyện mà ta làm ác đó, nếu mà có kiếp sau đó, thì chắc chắn ta sẽ là người lãnh đủ cái hậu quả nha. Còn nếu mà có kiếp sau, có kiếp trước kiếp sau ấy, thì cái chuyện mà ta làm lành lánh dữ chắc chắn là sẽ đưa ta về một cái cảnh giới an lạc. Đó là cái suy nghĩ thứ nhất. Nếu mà có kiếp trước kiếp sau thì mình làm ác là mình sẽ lãnh đủ, mà mình làm thiện là mình sẽ hưởng trọn, chứ không có ai nhào vô mà giúp của mình hết trơn. Nhớ nha. Cho nên cái suy tư thứ nhất rất là minh triết, rất là minh triết, đó là nếu có kiếp trước kiếp sau. Cái tôi đang giảng các vị dò vô trong chánh kinh giùm nha. Nếu có kiếp trước kiếp sau thì cái kẻ làm lành lánh dữ là coi như là lãnh trọn cái công đức đó. Còn nếu mà không có kiếp trước kiếp sau, cái đầu qua cái điều thứ hai, nếu không có kiếp trước kiếp sau thì cái kẻ làm ác luôn luôn là sống rất là khổ, và cái kẻ hành thiện luôn luôn là được an lạc. Nếu không có đời này, không có kiếp sau thì cái chuyện mình làm lành lánh dữ nó không có lỗ lã, nó không có mất vào đâu hết quý vị nha, nó không có mất vào đâu. Sẵn ở đây tôi nói luôn, theo trung tâm tinh thần Phật pháp đó, mình thấy nhiều người nó ác ôn nó ác ôn côn đồ mà tại sao nó sống hạnh phúc? Mình lấy mắt mình nhìn đến hạnh phúc thiệt, chứ theo trong A Tỳ Đàm nói đó, tại sao người đó gọi là người ác? Ở trong A Tỳ Đàm nó rõ có nhiều điểm tại sao mình học tạng kinh nó chưa đủ, mà học A Tỳ Đàm là chỗ này. Bởi vì nếu chỉ học tạng kinh không đó, đây là những câu hỏi hơi khó trả lời, hơi khó trả lời nha. Thí dụ như trong tạng kinh là chỉ nói là con nên làm lành lánh dữ, bởi vì khi con làm lành con sẽ được hưởng phúc quả, con làm ác con sẽ bị khổ quả. Nhưng mà lỡ có người hỏi con thấy cái thằng đó nó rõ ràng nó gian ác, nhưng mà tại sao nó giàu có, nó sung sướng, rồi có biết bao nhiêu người hiền lành dễ thương lương thiện mà tại sao họ sống nghèo khổ cực thân như vậy? Thì nói thì tạng kinh thì nếu dân buổi thì còn may ra, chứ còn mày mà còn yếu yếu thì có lẽ hơi khó khó trả lời trường hợp đó nha. Nhưng mà bên A Tỳ Đàm này, cái này trả lời nó có 3 giây là trả lời xong liền. Khi mà trong tạng A Tỳ Đàm trước câu hỏi như vậy thì cái người biết A Tỳ Đàm họ sẽ hỏi ngược lại, tại sao cái người đó được gọi là người ác? Tức là thay vì mình trả lời là tại sao cái thằng ác nó sống sung sướng mà thằng thiện nó lại nó sống đau khổ, nó có trường hợp đó, nó còn nhiều trường hợp.
Cái người gian ác họ sống rất là hạnh phúc sung sướng, còn cái người mà gian ác cái người người gian ác sống rất sung sướng, mà người thiện thì sống nghèo có cô quạnh rồi bị hất hủi. Trong trường hợp này bên là bên A Tỳ Đàm giải quyết bằng bằng có một giây là giải quyết xong. Thứ nhất, cái người đó tại sao được gọi là người ác? Trả lời bằng cách là đặt câu hỏi ngược lại, tại sao người đó được gọi là người ác? Cái thằng cha mà gian ác đó đó, tại sao nó bị gọi là gian ác? Là bởi vì nó sống bằng tâm bất thiện. Đấy, vì nó sống bằng tâm bất thiện, rồi chả nói bất thiện, chả làm bất thiện thì chả mới bị người khác kêu là người ác chứ tự nhiên. Chả cũng như mọi người đâu ai kêu chả là người ác đúng không? Cái bị trên 18 tuổi rồi đừng để tôi phải giải thích nha. Tại sao thằng Tèo nó bị thiên hạ nói là thằng gian ác? Là bởi vì nó là cái thằng làm điều ác, nói điều ác, và chắc chắn là nó phải, cái đầu nó phải suy nghĩ ác rồi đó đó. Mà nếu mà cái thằng đó nó được gọi là ác là bởi vì nó có tam nghiệp bất thiện, thì theo trong A Tỳ Đàm, lúc nào mà tam nghiệp bất thiện có mặt thì ngay lúc đó được gọi là khổ, các vị biết không? Cái tam nghiệp, cái bất thiện á, bản thân cái nhân nó đã là khổ, nói gì là quả. Cho nên nên trong Pháp Cú mới có câu thế này: nay khổ đời sau khổ, kẻ ác hai lần khổ. Khổ vì làm điều ác mà sanh cái cõi khổ khổ hơn. Nay vui đời sau vui, làm thiện hai lần vui. Vui thấy mình làm thiện, sanh cõi lành vui hơn nha. Cho nên đó là cái mình thấy cái thằng đó nó giàu sang thiệt, nhưng mà mình quên một chuyện, cái giàu đó là do một cái quả lành nào đó của nó trong quá khứ. Mình chỉ có thể thấy nó giàu chứ mình có chắc là nó sung sướng vì cái giàu đó hay không, trời biết nha. Chúng ta là gian thương, chúng ta có thể có rất là nhiều tiền, nhưng mà chúng ta sống bằng cái tâm trạng gì thì chỉ có chúng ta biết nha, chúng ta nhớ cái đó. Mà cho dù chúng ta có vui vẻ hưởng thụ cái mình có thì cái vui này cũng là cái vui giả tạo, và cái vui của cái người ác đó. Hôm nay giờ tôi đem ra tôi nói tôi thì kỳ, nhưng mà chính tôi biết cái vui bất thiện nó không có bền, quý vị à. Cái vui bất thiện nó không có bền, cái vui mà có từ cái thiện pháp đó, nó vui khắp nơi, nó vui mọi lúc mọi chốn. Nhưng mà cái vui mà nó có từ cái ác pháp nó không có bền. Còn bắt nó chứng minh thì mệt quá đi nha. Cho nên cái ở đây Đức Phật Ngài dạy có bốn cái điều mà cái người hành đạo, người tu hành phải nhớ. Thứ nhất, nếu có đời này đời khác, đời sau kiếp trước đời sau kiếp khác, thì cái hành thiện lánh ác chắc chắn là để lại cái hậu quả rất là đẹp nha. Mà nếu không có đời sau kiếp khác thì hành thiện lánh ác vẫn để lại cái hậu quả tốt. Rồi cái thứ ba, cái thứ ba là gì? Cái người mà hành thiện lánh ác họ không phải chịu cái khổ từ cái điều ác. Điều thứ tư, người hành thiện lánh ác họ có được niềm vui ngay trong cái chuyện lánh ác. Tổng cộng là bốn điều mà ở đây đó là các vị không có đọc bản Pali nha, mà chỉ đọc đọc bản tiếng Việt á, thì các vị hiểu được tôi chết liền nha. Để coi tôi coi cái bản tiếng Việt dịch sao nè. Hôm qua tôi coi mà tôi nói trời đất ơi, cái này mà bản tiếng Việt mà đọc được tôi hiểu tôi chết, 15 lần tôi cũng chết nữa. Đây nè, cái này tôi không phải tôi chê tiền bối dịch, nhưng mà tại vì tiền bối dịch sát quá, trung thành với bản Pali quá, trung thành riết đến mức mà coi như phụ lòng nhau, thương nhau mà lại bằng 10 phụ nhau. Cho nên Bắc Tông là mới nói thế này, họ nói là y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quan là vậy, nó cứ bám từng chữ mà giải nghĩa thì coi như nói quan chư Phật. Chứ Phật có nói vậy hồi nào nha, mà ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết, cứ là rời kinh một chữ là lời ma chứ không phải lời Phật nữa. Đây cái chỗ này nè, cái câu cái điều thứ ba nè. Bốn điều nha. Nếu có đời sau, nếu có kết quả dị thục thì sau khi thân phải mạng chung ta sẽ đi lên cõi thiện. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nếu không có đời sau mà chỉ cần ta lánh ác hành thiện thì ngay hiện tại ta sống với tâm an lạc. Đó là điều thứ hai. Cái điều thứ ba này sao hiểu nổi trời. Nếu việc ác có làm, ta không có tâm ác với ai. Và nếu ta không làm điều ác, sao ta có thể cảm thọ khổ đau? Có thể hiểu không? Tôi đọc lại nha. Nếu việc ác không có làm, nếu việc ác có làm chứ, nếu việc ác có làm
Điều thứ ba đó là nếu việc ác có làm nhưng ta không có tâm ác với ai, và nếu ta không làm điều ác sao ta có thể cảm thọ khổ đau được. Đây là cái quả báo thứ ba. Rồi cái điều thứ tư, nếu việc ác không có làm, như vậy cả hai phương diện vô ý hay cố ý ta quán thấy ta thanh tịnh, đây là an ổn thứ tư. Nhắc lại lần nữa, tại sao chúng ta phải có cái lớp kinh tạng này? Tôi không có giỏi hơn tiền bông quý vị à, tôi không có giỏi hơn, nhưng mà tôi chỉ giúp các vị một chuyện thôi, là tôi đọc một bản kinh như quý vị như vậy thôi, nhưng mà có chú giải và có tra cứu chỗ này chỗ kia soi rọi giùm nhau nha, những cái chỗ nó hơi tối tối chỉ vậy thôi nha. Các vị nghĩ có phải chết người hay không, bản tiếng Việt như vậy các vị đọc các vị có hiểu hay không? À, các vị có hiểu không ta? Alo, không, đừng có, đừng nghe tôi, đừng từng từng nghe những gì tôi nói nha, mà dò trong bản kinh giùm, ở đây có ai vừa nghe mà vừa dò không ta? Alo, tôi đọc tôi không hiểu, tôi nghĩ rằng tôi cũng không đến nỗi xoàng đó, mà tôi đọc hoài, tôi đọc rồi tôi còn gác tay lên trán, rồi tôi đưa cái chân lên trán cũng không hiểu, rồi tôi tập yoga vừa đọc ra rồi trong chuối luôn cũng không hiểu, cuối cùng tôi lật trong chú giải ra, à chàng bèn hiểu. Cái này trồng chuối không hiểu, đừng có nói mà gác tay lên trán mà đưa chân lên trán nha. Rồi như vậy thì ở đây ngài dạy thế này, đừng có tên vào những cái gì thuộc về truyền thuyết truyền thống, vào đừng quá tin vào kinh điển, đừng quá tin vào những cái vị mình gọi là thầy bạn khải kính đáng yêu, đừng có quá tin vào cái định kiến thành kiến biên kiến của mình, mà hãy xét lại cái điều đó trên hai cái tiêu chuẩn thiện ác. Hai tiêu chuẩn đó là sao ta? Còn cái gì mà nó tạo ra điều ác hoặc là hỗ trợ cho điều ác thì nên tránh, cái gì nó tạo ra điều lành, nó hỗ trợ cho điều lành thì nó nên theo. À, rồi rồi sao nữa, cái ngày mới nói ở đây, thí dụ như bốn cái pháp vô lượng tâm, à, đó là từ bi hỷ xả. Từ là gì? Từ là mong cho chúng sanh luôn sống trong cái nhân lành quả lành, gọi là từ nha. Cái này chắc phải ghi chú trong room này, người người nào người quen nghe tôi giảng thì chắc thuộc lòng mấy định nghĩa này, còn ai lạ làm ơn ghi giùm nha. Từ là mong cho người khác được sống trong cái nhân lành quả lành, là sao ta? Mong cho người khác được vui vẻ hạnh phúc và biết làm điều thiện, đó gọi là mong cho người khác được sống với nhân lành quả lành. Còn bi là sao? Bi là trắc ẩn, không muốn cho chúng sanh khác sống với cái nhân xấu quả xấu. Nhân xấu là sao? Thấy người ta làm ác cái lòng nó không có cam, thấy cái bất nhẫn, rồi thấy người ta chịu quả khổ lòng cũng bất nhẫn nha. Chứ bi không phải thấy người ta khổ không đâu, mà thấy người ta làm bậy lòng cũng bất nhẫn. Ừ. À, chẳng hạn như bây giờ mình xuống dưới miền Tây, mình thấy đứa bé nó mới có 8 tuổi 10 tuổi mà nó lặn di sình, nó đi mò cua bắt ốc, mình thương nó hai điểm. Điểm một là tuổi này không được đi học, tuổi này mà ăn uống suy thiếu thốn, suy dinh dưỡng, người gầy nhom, còi cọc trơ xương, đó là mình thương nó cái chỗ là thương cái nó đang chịu cái quả xấu. Nhưng mà mình thương cả cái nhân xấu là vì sao? Là mình thấy rằng nó bây giờ tuổi này là nó đã bắt đầu nó sát sanh rồi, thì năm nay nó 10 tuổi mà nó sát cho tới cái hồi mà nó 80 tuổi thì coi như là nguyên một cái kiếp đó, coi như nó sát không biết là bao nhiêu con nha. Thì mình thấy mình bất nhẫn, mình động lòng, mình thương, thương nữa hai điểm, thương là vì nó đang sống với nhân, nhân xấu quả quả xấu, đó là bi, nhớ nha. Lúc nào cũng phải nhân quả hết, tập tập gì cho nó quen. Tôi nhắc lại, từ tâm là muốn cho người ta sống với nhân lành quả lành, bi tâm là mong cho người ta đừng có sống với nhân xấu quả xấu. Còn hỷ tâm, hỷ vô lượng tâm là gì? Là biết vui khi mà thấy người ta sống với nhân lành quả lành. Là sao? Thấy người ta giàu có, xinh đẹp, khỏe mạnh, an lạc, hạnh phúc, gia đạo bình yên, tình duyên như ý, mình bèn vui. Vui là cái kẻ này kiếp trước nó có làm lành nè, đó là mình vui theo cái quả đó người ta. Còn vui theo cái nhân lành là sao? Là thấy bây giờ nó biết tu, nó biết ngồi thiền, nó biết giữ giới, nó biết bố thí, nó biết học đạo, nó biết tính tấn niệm tuệ nha. Thì mình thấy mình vui theo cái nhân lành đó, như vậy cũng gọi là tùy hỷ nha. Nên nhớ cái hỷ vô lượng tâm là tùy hỷ đó, nó chính là tùy hỷ đó, tùy hỷ trong thập thiện đó. Nhưng mà cái tùy hỷ trong thập thiện đó, nó không có được gọi là vô lượng tâm trong trường hợp là nó không có hướng đến cái đối tượng vô hạn vô lượng nha. Được gọi là vô lượng là bởi vì nó không có giới hạn trong cái vấn đề phái tính,
nam nữ, không bị giới hạn trong cái vấn đề gọi là tôn giáo, hay là chính trị, văn hóa, xã hội, hay là biên giới đất nước, không có bị giới hạn bởi những cái lằn ranh địa dư. Ví dụ như tôi người Việt thì tôi chỉ thương đồng hương thôi, tôi chỉ thương người da vàng, người châu Á là da vàng mũi tẹt của tôi thôi, là không phải. Mà vô lượng tâm đây có nghĩa là từ con ông cái kiến cho đến các bậc hiền thánh, mình luôn nghĩ về vô lượng chúng sanh, luôn luôn mong cho mọi loài được sống trong cái nhân lành quả lành, đừng có ai sống trong nhân ác quả ác. Thì cái đó gọi là từ bi và hỷ đó. Còn xả là sao? Xả đó là thương ai cách mấy, động lòng với ai cách mấy, nhưng mà luôn luôn thương, luôn luôn động lòng, luôn luôn tùy hỷ vui theo người ta, luôn luôn ba cái đó đi kèm với nhận thức thứ tư. Luôn luôn, tôi nói lại nha, luôn luôn thương ai cách mấy, động lòng với ai cách mấy, nhưng mà thương cái đó, niềm thương đó, sự động lòng ấy phải luôn luôn gắn liền với cái nhận thức sau đây. Ta mong là mong vậy thôi, mỗi người có nghiệp riêng. Nhớ nha, thương lắm, thương lắm. Muốn muốn cho người ta sống trong nhân lành quả lành, muốn cho người ta đừng có sống trong nhân xấu quả xấu. Vui khi thấy người ta sống trong nhân lành quả lành, đó đúng, đó, con đó là từ bi hỷ. Nhưng thương gì thì thương, bi gì thì bi, từ gì thì từ, hỷ gì thì hỷ. Nhưng mà luôn luôn là đính kèm với nhận thức này, ta muốn vậy thôi, ta muốn vậy thôi, chứ mỗi cá nhân có cái nghiệp riêng. Vì sao phải có cái thứ tư này bên cạnh? Là bởi vì ta sẽ không có thất vọng và cũng không có đến nỗi đau lòng. Đau lòng là sao? Mình muốn giúp nó mà giúp không được thì cũng đau lòng, nhưng mà nhờ cái nhận thức này nè, cái nó không có đau. Rồi còn không thất vọng là sao? Là mình muốn nó tốt mà nó không có chịu tốt thì mình thất vọng. Mà mình muốn cho nó có nhân tốt mà nó không có nhân tốt thì mình thất vọng. Mà mình muốn cho nó được cái quả tốt mà nó không được quả tốt thì mình đau lòng. Nhưng mà nhờ có cái thứ tư này nè, nhờ có cái xả nè, xả vô lượng này nè, khi mà mình nhớ rằng là mỗi chúng sanh đều có cái nghiệp riêng, cho nên mình muốn nó sống trong nhân lành, nhưng mà cái quân tập nhiều đời của nó thì nó phải ác tiếp tục, do cái quả xấu đời trước thì nó phải khổ tiếp tục nha. Nhớ cái này quan trọng lắm 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 nha. Đó, mà tôi nhắc lại ở đây mà Thế Tôn không có nói gì đến bát chánh đạo, không nói gì đến tứ niệm xứ, mà ngài chỉ nói với bốn vô lượng tâm, mà là coi như một cái pháp thiện tiêu biểu, ví dụ sample thôi nha. Tại vì cái đám này nè là giảng cái khác nó nghe nó không có hiểu. Và đừng có nói cái đám Kalama, bây giờ mình cũng vậy nữa đó. Mình là Tèo, con Tí, con Lan, con Hương, con Cúc, con Đào, con Yến nè. Sáng nay mà giảng cho mình nghe về bốn vô lượng tâm là đúng lúc, nhưng mà chiều nay là phải giảng về cái pháp tu bất tịnh, rồi cái sáng mai nó là phải nói về đề mục khai thở, nó mới thích hợp nha. Mình á, chính mình á, mà cũng tùy lúc, cho nên mình đừng có chê cái đám Kalama này nó dở, không phải dở đâu, nhưng mà vào cái thời điểm đó với cái tâm cảnh đó nha, thì họ phải nghe được, phải được nghe như vậy họ mới là giống như châm cứu mà đúng cái huyệt nha. Chứ còn tự nhiên đau ở vai mà xỉa ở chân thì nó không có đúng. Mình nói ở đây tôi nhớ của cái bà nó mới đi bác sĩ, mà mình nói bác sĩ ơi, mấy ngày nay tôi khổ quá, cơ thể của tôi đụng đâu đau đó. Bác sĩ mới thử máu, thử phân, thử nước tiểu, thử đàm, xong rồi chụp X-ray, rồi CAT scan, rồi MRI, đủ cách mà sao không biết bà bị bệnh gì. Cuối cùng mới đi tới một ông bác sĩ già đã nghỉ hưu rồi. Nói ông cái ông nói, ông coi kiểu nó bà không có đau hết, bà chỉ đau đầu ngón tay thôi à, cho nên đụng đâu cũng đau. Cái chuyện nghe hiểu không? Nó có trường hợp đó nữa, nó có trường hợp đó. Cho nên mình đem bao nhiêu kiến thức mà nguyên bát bách khoa của mình đó, nhiều khi nó chưa chắc làm được việc, mà vấn đề nó phải đúng chỗ, các vị hiểu không? Nó phải đúng chỗ nha. Cho nên có nhiều chọn nhiều trường hợp Đức Phật này không có giảng cái pháp cao siêu, mà cái điều quan trọng nhất là có nhiều khi ngài phải đóng vai một ông bác sĩ già đó. Nó bà không có bệnh gì trơn nữa, bà chỉ đau ngón tay thôi, cho nên đụng đâu đau đó, mà thật ra nó đau ngón tay chứ không phải nó đau toàn thân nha. Cái này cũng vậy. Ok, bây giờ mình học qua bài mới đó, bây giờ cái lòng tôi mới yên đó. Bữa nào tôi giảng cái bài nào mà nó không có như ý vô, nào nó trằn trọc, nó tiếc, giống như mình đãi người ta ăn mà coi như bánh xèo mà quên rau, quên nước chấm, vậy vô lòng nó không có yên nha. Mình đãi bánh xèo mà múc viên chén nước tương, người nó không có yên.
bữa nay nó mới yên đó. Đấy, bây giờ mình học kinh khác cho nó sang. Kinh thứ hai, kinh thứ hai này cũng y chang như vậy. Kinh thứ hai là cái kinh kinh thứ hai không cần giải thích, cái kinh không phải thứ hai mà kinh tiếp theo đó, nội dung nó y chang như bài vừa rồi mà mình nghe cho nó tới nơi đó, hiểu cho nó tới chốn nha, thì hiểu ngay cái bài số 2. Bài số 2 thì tôi bảo đảm là không có khó, y chang như bài số 1 vậy thôi nha. Có nghĩa là sau khi mà ngài Năng Đá Cá đó, ngài Năng Đá Cá đây là một vị thánh rất là độc đáo, ngài được xem là đệ nhất gọi là pháp sư dành riêng cho mấy bà ni. Thời Đức Phật thì chư thánh có nhiều biệt hạnh lắm, thí dụ như ngài Ma Cấp Bí Ná là đệ nhất pháp sư mà dành riêng cho tăng, thì bên ni thì bên còn có ngài ngài Năng Đá Cá là đệ nhất pháp sư mà gì mà dành riêng cho ni. Nghĩa là sao, là mấy bà ni mà mới gặp ai giảng thì bà cũng nghe cung kính thôi, nhưng mà đặc biệt có nghe ngài thì bà coi như là làm như nó hợp hơn, hợp hơn. Đây là lý do tại sao mà mình thấy có nhiều cái chức vụ trong một đất nước mà cái bộ trưởng bộ bộ giáo dục rồi phải giao cho A mà không phải giao cho B, rồi bộ trưởng bộ kinh tế phải giao cho B mới giao cho A. Nhưng mình nghe tôi nghe nói mới đúng không, là người ta nói giao gì giao chứ đừng có bây giờ mà giao cho mấy nhà ông người Quế. Chức vụ nên giao người Quế, bởi nhiều khi cái tên học đó bộ trưởng bộ giáo dục mà tôn thất học, bộ trưởng bộ quốc phòng mà tôn thất trận, ví dụ bộ trưởng bộ kinh tế mà tôn thất lộc, cái gì này không có được đó, vậy chốt. Ok, cái đó tôi nói đùa nha, nói đùa cho bà con đừng có buồn ngủ nha, cho bà con ghi đó chứ mấy ông người Huế vẫn vẫn chức vụ đàng hoàng rồi. Nhưng mà người ta ngại là cái người ta nó làm cho hư hư bộ con đường hết. Ok, bây giờ là cái bài số 6, bài 67, cái đoạn 67 nha, đoạn 67 thì ở đây á, tôi nhắc lại cái ý ngày hôm qua tôi nói. Các vị có nhiều chuyện nghe nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà mình nghe kinh riết mình quen. Có nhiều lúc Đức Phật Ngài dạy rằng ba đời mười phương vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh chỉ gói gọn trong một chữ, đó là cảm xúc. Người không học đạo nghe cái này rất là kỳ, nhưng mà thật sự nó là như vậy. Có lúc Ngài dạy như vậy, ba đời mười phương vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh chỉ gói gọn trong cái cảm xúc, đó là sao ta, dễ chịu và khó chịu thôi, do cái căn cơ của mỗi chúng sinh, do căn cơ của mỗi chúng sinh mà chúng ta thích cái này, chúng ta ghét cái kia. Có được cái mình thích rồi thì mình dễ chịu, và phải chấp nhận cái mình ghét thì mình bèn khó chịu. Chỉ vì giải quyết cái khó chịu và dễ chịu này, kẻ thì làm ác, người là làm thiện, kẻ thì chết rồi siêu, kẻ rồi chết rồi đọa. Như vậy thì toàn bộ đời sống của chúng sanh ba đời mười phương chỉ gói gọn trong cảm xúc, có bị hiểu chưa? Rất là đơn giản. Có những trường hợp ngày khi ngài nó muốn, ngài muốn tô đậm cái thọ quẩn, ngài chỉ nói một phát vậy thôi, mà các vị hỏi kinh nào nói dạ xin thưa đó là Tika Ma Tika Đầu Đề Tam ở trong A Tỳ Đàm, cái bộ đầu tiên đó, nha. Cái lúc ngài nói đơn giản này, ngài nói là toàn bộ vũ trụ ba đời mười phương vô lượng chúng sanh chỉ gói gọn trong cái cảm cảm xúc thôi, cảm cảm xúc. Chính vì chạy theo cái dễ chịu khó chịu mà chúng sanh, kẻ thì sống thiện, người sống ác nha. Rồi bây giờ qua bài kinh này thì ngài đã đánh giá thế giới này qua một góc độ khác. Trong cái bài kinh này ngài nói rằng toàn bộ vũ trụ này ba đời mười phương và vô lượng chúng sanh, đời sống của muôn loài chỉ là những cuộc đối thoại, chỉ là những cuộc đối thoại. Có nghĩa là mình nghe chữ đối thoại mình hình dung đến ngôn ngữ, mình hình dung đến cái những cái khái niệm như là ngôn ngữ rồi lý luận rồi lý lẽ rồi tùm lum hết. Nhưng mà không, đối thoại đây là gì, có nghĩa là cái sự tiếp xúc qua lại giữa thằng Tèo với thằng Tí, giữa A với B nha. Đời sống này tôi hỏi ngược lại quý vị, cha mẹ con cái vợ chồng bạn bè rồi ông chủ với người làm nha, người đồng nghiệp đồng hương, đồng sông đồng hao gì đó, thì thiên hạ kẻ lạ người dân ở trong đời này, chúng ta chỉ đầu tiên chúng ta để tin được cái điều mà tôi vừa nói, đời sống này chỉ là những cuộc đối thoại đó. Các vị không tin vậy tôi cho tôi hỏi câu này, có ai sống trên đời này mà không có cần liên lạc với người khác không? Không, dầu là một anh gác hải đăng sống ở ngoài biển
lâu lâu mới vào đất liền một lần. Vậy những lần anh đi vào đất liền anh có nói chuyện với ai không? Có chứ, anh phải đi mua dầu, mua muối, đúng không ta? Có mua bơ, gạo, bánh mì. Vậy những lần anh có nói chuyện hay không? Rồi cái thái độ của anh khi anh mua xăng để mà anh đổ vô cho chiếc tàu đi ra đi vô, có không? Cái thái độ đó cũng là một kiểu đối thoại. Nhiều người hiểu lầm, tưởng đối thoại là nghĩa là phải xài miệng, xài lưỡi, xài môi, không phải. Đối thoại có nghĩa là một cái bất cứ cách thức nào để chúng ta liên lạc với đối phương thì nó gọi là đối thoại nha. Rồi, im lặng cũng là một kiểu đối thoại nha. Giống như người ta nói là tôi không thích làm chính trị, cái câu đó phải hiểu hiểu rõ là vì đâu người ta nói như vậy. Chứ còn nếu mà nói rốt ráo cái câu đó là bản thân nó đã là vô nghĩa rồi. Vì sao? Vì im lặng cũng là một thái độ chính trị, bất hợp tác là một thái độ chính trị, chống đối là một thái độ chính trị, hợp tác là thái độ chính trị, mà bất hợp tác cũng là một thái độ chính trị, không biểu tỏ cái quan điểm cũng là thái độ chính trị nha. Cho nên cái đối thoại là gì? Đối thoại có nghĩa là bằng cách nào đó chúng ta có được cái sự tương thông với người khác thì đó được gọi là đối thoại nha. Thì chúng ta tưởng tượng đi, cha mẹ không có thể ngồi xuống nói chuyện với con cái như vậy, trong nhà đó có vấn đề, vợ chồng không có cái giây phút nào có thể ngồi lại nói chuyện với nhau thì đó cũng là cái hôn nhân nó có vấn đề. Bạn bè không có thể ngồi lại nói chuyện với nhau, đó gọi là bạn bè có vấn đề. Như vậy thì toàn bộ đời sống này nó là những cuộc đối thoại nha. Cho dù đó là cái bà bán hàng rong ngày ngày qua ngõ của mình, bà với mình không có quan hệ đặc biệt, nhưng mà nói gì thì nói, giữa mình với bà cũng có một cái kiểu đối thoại. Nó hơi nhạt một chút thì mình gọi bà là người dưng, nó đậm một chút thì mình gọi bà là láng giềng, là người quen. Khá hơn chút mình gọi bà là bạn bè, là người thân nha. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng chính vì toàn bộ thế giới này, toàn bộ sinh hoạt của chúng sanh chỉ là những cuộc đối thoại, cho nên chúng ta phải biết, để biết ba cái kỹ nghệ thuật sau đây: biết lắng nghe, biết lắng nghe, biết trao ra và biết đón nhận. Biết trao đổi, biết trao đổi, biết đưa ra và biết lắng nghe. Biết trao đổi là sao? Người ta đưa cho mình cái gì, mình đổi lại cho người ta cái tương ứng. Còn mà muốn làm được chuyện đó là mình phải biết lắng nghe. Cái người hiền trí là người biết đặt câu hỏi thông minh và biết trả lời một cách thông minh. Thông minh là sao ta? Thông minh là không dư, không thiếu, gọi là thông minh. Hỏi cũng vậy, hỏi cái chuyện cần hỏi. Có những câu hỏi không cần thiết thì cũng không nên hỏi, hỏi không đúng chỗ cũng không nên hỏi nha. Hỏi vấn đề không có ra gì cũng không nên hỏi. Như vậy thì nội dung không cần thiết hoặc là cái thời điểm không thích hợp thì cũng đều là lúc chúng ta không nên có, nên có những câu hỏi. Và câu trả lời cũng vậy, câu trả lời có nhiều khi nó dư hoặc là nó thiếu hoặc là nó không có đúng với câu hỏi thì cũng là không nên. Ở đây ngài dạy rằng đời sống nó là một chuỗi dài của những cuộc đối thoại. Chúng ta phải có cái thông minh, chúng ta phải có những câu hỏi thông minh, có câu trả lời thông minh, có những cái trao đổi thông minh, nhớ nha. Bởi vì chỉ có một cái đầu thông minh nó mới cho ra những câu hỏi thông minh và những câu trả lời thông minh. Và trong đời sống này tôi xin bảo đảm 100%, nếu mà cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, chòm xóm, xã hội, đồng hương, đồng nghiệp, bla 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 bla, mà chỉ cần có được ba cái này là tôi cho rằng thế giới này là thiên đường nha. Một là biết lắng nghe nhau, biết trao ra cho nhau và biết trao đổi cho nhau. Biết trao đổi thì đó được gọi là thế giới thiên đường. Sở dĩ thế giới này nó là đau khổ là vì sao? Vì chúng ta liên tục phải gặp những bế tắc, gặp phải những bế tắc. Mà bế tắc là gì? Bế tắc là dẫn đến mâu thuẫn, mà mâu thuẫn là dẫn đến xung đột, mà xung đột nó dẫn đến chiến tranh, quý vị nha. Bế tắc nó dẫn đến mâu thuẫn, đến xung đột. Nó lớn chuyện lắm, bài kinh này lớn chuyện lắm. Bài kinh này tất cả các thương gia, chính khách, thầy chùa, du đản, kỹ nữ, Phật tử, học giả, thiền sinh đều phải coi trọng bài kinh này. Đức Phật ngài dạy rằng có những người không có khả năng đối thoại, không có khả năng làm nên những câu hỏi, có những người không có khả năng làm nên những câu trả lời, nhớ nha. Nhớ cái này quan trọng lắm. Và nhiều lần tôi nói thế này, trong tiếng Mỹ số 8 là I, là eight, mà 80 là 80. Một đứa bé 8 tuổi mà nó biết làm nên những câu hỏi thì viết theo công thức của toán đó là A mà cộng với Y, thành ra là 80. Y đây là những câu hỏi, Y là Y á. Cho nên 8 tuổi mà cộng với Y tính thành ra là 80. Cái này nó hơi trừu tượng nhưng mà chắc các vị cũng phải chịu khó ghi rằng sẽ có người hiểu, các vị ghi giùm tôi được không ta? Có nghĩa là
Ai hey, tôi cái phone tôi có ghi được, bà con ghi giùm đi. Có nghĩa là 8 tuổi là A mà cộng với cái Y nữa là, đúng rồi, là AT. Có nghĩa là mà cái chữ Y trong tiếng Mỹ họ đọc là why, mà why có nghĩa là tại sao nha. 8 tuổi mà biết đặt câu hỏi tại sao đó là nó đã làm già 80, biết đặt câu hỏi thông minh đó làm già 80. Mà ông già 80 mà không có được những câu hỏi thông minh đó, những câu hỏi cần thiết á, thì trở thành đứa bé 8 tuổi. Rất nhiều người trong cuộc đời này, trong cái thế giới này, trên cái hành tinh này tới chết luôn cũng không có được những câu hỏi thông minh nha. Tôi nhớ có một lần nó có một cái ông, một anh thanh niên đến hỏi Phật Bạch Thế Tôn, vì sao trên đời này có những người nhiều trí tuệ, với những người sinh ra nó thì lại là chậm lục thiếu trí. Ngài giải rằng lý do là bởi vì kẻ nào trong cái dòng sinh tử luân hồi thường có những câu hỏi hay thì kẻ đó sẽ là người thông minh. Các vị nào không có tin á thì biết ổng nói này, ổng dựa vào kinh nào á, thì làm ơn mở cái trung bộ kinh giùm tôi ha, mở trung bộ kinh đánh giùm tôi cái chữ xú phá xuất tá, tức là kinh xú phá đó, kinh là kinh tu bà đó. Kinh xú phá trong trung bộ kinh đó, nó có 152, lấy ngón tay dò được một lục mà dò không ra thì đi chết thì chứ sống làm cái gì nha. Thì trong đó nó có bài kinh xú phá, trong đó ngài trả lời, ông hỏi với Bạch Thế Tôn, vì sao trên đời này mà có những người trí xài không hết, mà có con kẻ này kiếm một chút trí xài cũng không có. Thì ngài mới nói rằng kẻ nào biết làm những câu hỏi, biết có những câu hỏi thông minh thì kẻ đó sẽ có trí tuệ. Là sao ta? Biết hỏi cái này nên hay không nên, cái này tốt hay là xấu, cái này thiện hay là ác, thì kẻ nào biết hỏi những câu hỏi như vậy đó, đó với các sa môn và la môn, với những minh sư thiện hữu đó, thì kẻ đó đời đời sinh ra sẽ rất là thông minh. Tôi cảm ơn cái ông sư Hạnh Tuệ này rất là nhiều, nói cái giống gì ông cũng 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 đưa ra cái địa cái link hay thiệt chứ. Hay đó sư, mình giúp là giúp cái này nè. Đó, giúp là giúp cái này nha. Cho nên cái chữ why nó quan trọng lắm, nó quan trọng lắm. Mà trong trong tiểu bộ đó, Đức Phật ngài dạy là panya chi vinh chi vi tam mao sát thân, cái đời sống có trí tuệ là đời sống cao cấp nhất. Ngay cả cái người mà sống bằng thiền, sống nhiều và thiền định cũng được xem là người sống có trí tuệ. Bởi vì trí tuệ nó có ba, cái trí đủ để cho mình biết làm thập thiện dục giới, rồi gọi là trí tuệ dục giới. Cái trí mà đủ cho mình chán sợ năm dục để mà tu tập thiền định sắc giới đó, cũng gọi là trí, mà trí trí tuệ sắc giới. Còn cái trí tuệ vô sắc đó là nó khiến cho mình, nó giúp cho mình biết chán sợ cái sắc giới để mà đạt đến cảnh giới sắc, đó cũng là trí, mà phải là bậc trí mới mới nhớ nha. Cái câu này quan trọng nè, cái câu này mà phải xăm lên người nè, phải là bậc hiền trí mới biết nghi ngờ con đường dưới chân và mới biết hướng tới cái cao hơn nha. Cái câu này quan trọng, phải là bậc hiền trí mới biết nghi ngờ cái con đường dưới chân của mình và luôn hướng tới cái cao hơn, đó là bậc hiền trí. Mà tại sao hai cái này quan trọng như vậy? Là vì có cái khả năng mà nghi ngờ con đường dưới chân của mình và luôn hướng đến cái tốt hơn, cho nên kẻ này không có bị mê hoặc bởi cái gì ta, không có bị mê hoặc bởi thói quen, định kiến, truyền thống, truyền khẩu, kinh điển, thầy bà, bạn bè. Quan trọng chưa? Bây giờ các vị thấy quan trọng chưa? Quan trọng lắm. Luôn biết nghi ngờ con đường dưới chân là sao ta? Đi về đúng không ta? À, có con đường nào nhanh hơn, gọn hơn, dễ đi hơn, đi vui vẻ hơn, đi mình quang cảnh đẹp mắt hơn không ta? Luôn luôn phải biết nghĩ như vậy nha. À, bởi vì chúng ta nhớ rằng trong toán đường thẳng luôn là đường ngắn nhất mà nha. Cho nên cái người hiền trí luôn luôn tìm con đường ngắn nhất, chứ còn đi quanh quanh quẹo quẹo mất thời gian, tốn công đổ mồ hôi nha. Cho nên chỉ có bậc hiền trí mới là cái người có cái khả năng nghi ngờ con đường dưới chân và luôn hướng đến cái tốt nhất. Và khi mà chúng ta có khả năng nghi ngờ dưới chân, nghi ngờ cái con đường dưới chân của mình, có nghĩa là chúng ta đã biết why rồi. Why, why có nghĩa là where, what, who, when, thì với tất cả những cái đó gọi là, nói chung gọi là biết đặt dấu hỏi đó. Biết đặt dấu hỏi nha, biết đặt, biết sống mà đặt dấu hỏi đó thì gọi là bậc hiền trí. Còn luôn luôn sống bằng cái chấm than đó là rất là nguy hiểm. Có mai mốt nếu có bị hỏi tôi tu hành là gì, tôi nói tu hành là bỏ dấu đúng chỗ rồi, đó cũng là một pháp tu. Nhưng bữa hổm có lần tôi giảng, tôi nói tu nghĩa là biết lúc nào pull, lúc nào push,
đó là tu. Có lúc tôi cũng cùng tôi nói tu có nghĩa là biết làm toán, biết cái gì nên cộng, cái gì nên nhân trừ chia, đó cũng là tu. Rồi bây giờ buổi sáng nay tôi sửa lại, tôi nói tu nghĩa là biết bỏ dấu cho cái tâm của mình, biết lúc nào nên chấm, lúc nào lên phẩy, lúc nào nên xuống hàng và lúc nào nên qua trang khác. Các vị hiểu không ta? Alo, các vị hiểu không ta? Nhớ nha, đó là có những trường hợp là mình phải, thí dụ như giờ mình tu mình mệt quá, mình ngồi cái chân nó đau quá, mình đổi tư thế, đó là phải biết phải rồi. Chỉ còn mình cứ khư khư hồi chịu không nổi nha, đó là tu phải. Nhưng mà cũng có lúc mình phải biết chấm, rồi có những lúc mình phải biết xuống hàng. Thí dụ như mình thấy cái người đó cũng hành giả tu thiền chung với mình, mà sao cái bà này cái quần quá nhiều chuyện hết ta, thì mình không có tránh hẳn bả, nhưng mà mình nên xuống hàng. Đang nói chuyện là mình nên xuống hàng, không có nói chuyện nữa nha. Còn mấy người đó họ tốt ít nói, tu thiền giỏi, thì nhiều khi cần nói chuyện nha, mình cũng nên phải thì thôi nói tiếp. Còn có nhiều người nói nhiều quá mình xuống hàng. Còn cái bà nào mà tám quá trời tám là mình sang trang luôn, gặp mặt bả là mình né nha. Coi như là mình tu nhiều cách lắm quý vị, tu bằng cách làm toán, tu bằng cách là bỏ dấu, tu bằng cách là pull hay push, tu bằng cách là điêu khắc. Còn nhớ điêu khắc không? Điêu khắc là sao ta? Tức là bỏ đi cái thừa, cái còn lại là tác phẩm, là tu bằng cách điêu khắc. Nhiều lắm, rất nhiều. Nói chung là Phật pháp thì bao la mênh mông, mà vấn đề là cái đầu của chúng ta nó có cho phép hay không nha. Cho nên tôi nói gọn là bài kinh này là gì, là một vấn đề thôi. Đời sống này là những cuộc đối thoại, chúng ta nên có những câu hỏi thông minh, và chúng ta dĩ nhiên cũng phải có những câu trả lời thông minh. Với chừng ấy khả năng biết lắng nghe, biết đặt câu hỏi và biết trả lời, thì chúng ta biến mình trở thành một con người dễ thương, một con người đáng để người khác gần gũi. Và đồng thời chúng ta, nếu từng người được như vậy, thì thế giới này nó sẽ là thiên đường. Chỉ cần biết mọi người có được những cuộc đối thoại thông minh với nhau, tôi hứa thế giới này là thiên đường. Cái mà tôi sợ nhất, chúng ta không có được những cuộc đối thoại, từ đó thế giới đi đến bế tắc và mâu thuẫn, xung đột và chiến tranh nha. Nó quan trọng lắm, là kinh này nó sâu 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 chết bỏ nha. Bây giờ mình bèn học qua bài kinh nữa rồi mình nghỉ nha. Bài kinh nữa, bài kinh nữa. Một bài kinh nữa là bài kinh đây, cái này bài kinh này, bài kinh này, học tiếp bài kinh này đi. Bài kinh Du Sĩ Ngoại Đạo. Có một lần đó Đức Phật ngài dạy Chư Tăng thế này: này các tỳ kheo, nếu mà có người hỏi các ngươi tham sân si có đặc điểm gì, thì các ngươi phải trả lời cho người ta như sau. Tham sân si có đặc điểm như sau. Tôi nhắc lại lần nữa, cái câu trả lời này nếu mà không có hiểu sâu á, thì thấy câu trả lời này không giúp ích gì cho chuyện tu hành hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu sâu, hiểu tới nơi cái câu trả lời của Đức Phật, thì cái bài kinh này đó là quý vị phải đi chạm vô trong cái bảng đề vàng bia đá nha, để mà treo trước cửa nhà đó, để mà ra vô nhìn thấy cái câu này của Đức Phật. Ngài nói thế nào là đặc điểm của tham sân si? Ngài nói tham á tội nhẹ khó trừ, sân á tội nặng dễ trừ, si thì tội nhẹ mà khó trừ. Đó là đặc điểm của tham sân si. Dĩ nhiên ở một lúc khác ngài sẽ nói khác nha, tôi nói lại, ở một lúc khác với đối tượng khác, căn cơ khác, trình độ khác thì Thế Tôn sẽ nói khác. Nhưng mà riêng trong cái trường hợp này, bối cảnh này, với cái nhóm tỳ kheo này, thì ngài phải nói như thế này nha. Tôi nhắc lại, này các tỳ kheo, nếu có người hỏi các ngươi cái đặc điểm của tham sân si là gì, thì các ngươi nên trả lời thế này: đặc điểm của tham sân si là tham tội nhẹ mà khó trừ, sân tội nặng mà dễ trừ, si là tội nặng mà khó trừ nha. Nhớ nha. Rồi bây giờ ở trong chú giải giải thích nè, tại sao nói tham là tội nhẹ. Ở trong chú giải mới nói, ở đây nói tội nhẹ là nói theo chế định, chắc phải ghi rồi. Ở đây ai viết nhanh viết giùm tôi nha. Alo, ở đây ai viết nhanh chứ tôi làm biếng, tôi không có viết tại cái phone nó nhỏ xíu sao mà viết. Nó nặng nhẹ ở đây nó là chế định. Trong chú giải giải thích thế này: nếu chỉ là tham thôi đó, thì cái người mà nhiều cái lòng tham á, cái biểu lộ của họ nó không có nổi bật như nhiều như như người nhiều tánh sân. Vì trong A Di Đà nó thì giải thích thế này nè, là cái người những cái việc mà mình thấy như là
đi câu cá, đi săn bắn, đi bẫy thú, những việc mà hại người đó, dầu cho mình nhéo người ta, mình ngắt người ta, mình đánh người ta, mình giết người ta, tất cả những cái gì mà nó mang cái tính cách mà tấn công cảm xúc người khác đều phải được thực hiện bằng tâm sân, nhớ nha. Cho nên cái biểu lộ của tâm sân nhìn vô thấy ghê gớm lắm. Đó là lý do tại sao mình nói rằng tâm sân là tội nặng là như vậy. Mình muốn đốt nhà, mình muốn giết người là phải có tâm sân. Mặc dù các vị thấy nó theo theo ngoài đời đó là vì cái thằng đó nó tham cho nên nó mới đi cướp của, giết người, cưỡng hiếp phụ nữ, nhưng mà đó là nói theo ngoài đời, chứ theo trong trong kinh mình á, theo trong giáo lý nhà Phật á, thì khi mà mình đi cướp của mình là mình phải xả tâm sân. Cái tham nó đẩy mình tới gặp cái người đàn bà đó, đúng. Nhưng mà khi mà mình bóp cổ cái cô đó cho cổ chết thì cái lúc cái động tác bóp là phải được thực hiện bằng tâm sân. Nó lạ như vậy. Rồi trước khi mình bóp cổ cổ á, thì mình mới tiếc tiếc thấy người gì mà bỏ không xài uổng quá, mình mới đổi ý, mình mới cưỡng hiếp cổ. Thì lúc đó là tâm tham. Nó từng cái diễn biến tâm lý như vậy. Nhưng mà sau khi cưỡng hiếp xong thì mình lúc mà bóp cổ phải bóp bằng tâm sân. Hoặc có trường hợp là giết cổ xong nhìn cái xác còn ngon lành quá bèn xài luôn trước khi bỏ đi, có nghĩa trường hợp giết trước hiếp sau, hoặc là giết trước hiếp sau, hoặc là hiếp trước giết sau, nghĩa là cái hiếp trước hoặc là giết trước. Thì sẽ giữ tôi nói kỹ cái này là bởi vì tôi muốn nói rằng hai cái động tác đó là, một là do tham, một cái là do sân nha. Cho nên ở trong đây mới giải thích thế này, sân được xem là cái tội lớn là bởi vì cái tâm sân nó tạo ra nhiều cái chuyện mà thiên hạ ai nhìn vào cũng thấy nha. Cái này phải ghi chú thêm, sân được gọi là tội lớn là vì cái biểu hiện của nó ai nhìn vào cũng thấy, còn cái tham á, thì đa phần á, là cái biểu hiện của nó khó thấy, trừ phi mình làm những chuyện quá ghê gớm, ví dụ như là mình ăn trộm một món đồ to nặng dài cồng kềnh, hoặc là mình có những cái biểu hiện ví dụ như trên bàn ăn mình phàm ăn tục uống, ví dụ như vậy, thì ngoại trừ một số trường hợp như vậy, còn đa phần á, là cái người mà tham nhiều á, họ cũng có thể nhìn họ y chang như người sống thiện vậy đó. Ở đây ai học trong thanh tịnh đạo á, coi ở thanh tịnh đạo nói thế này, cái biểu hiện của người tánh tham á, nó giống như người tánh thiện vậy đó, cũng vui vẻ, cũng nhỏ nhu mì nhỏ nhẹ tế nhị lắm, nhưng mà cái tham nó là cái biểu hiện nó mình nhìn khó biết trừ khi họ ra tay. Còn cái sân thì không, cái sân nó là nhìn như biết liền. Dầu nó im lặng lắm nói gì mà nhìn cái mặt nó trừng trừng nó là mình biết liền nha. Đây là lý do tại sao mà ở trong đây mới nói là tham là cái tội nhẹ nhưng mà khó trừ, là vì sao? Vì nó cứ dai dẳng, thì trong chú giải chỗ này mới kể một câu chuyện. Chuyện này tôi nhớ tôi kể 3.000 lần rồi, nhưng mà bữa nay kể lại chứ không thôi mấy người rung nó, tôi thấy chú giải dài quá mẫu dịch. Thì trong đây kể câu chuyện đó là có một cái anh đó, ảnh có một cái cô vợ đó, cũng lấy của đi ngoại tình với em chồng, cô vợ đó có ngoại tình với em chồng, rồi hai người mới bày mưu giết chồng. Mà ông chồng tới lúc ngay lúc ông chết, ông không biết vì sao ông chết, ông bị lấy một cái cây to, bị cái thằng em ruột nó lấy cây nó đập đầu ông chết. Cho nên trong lúc khẩn cấp ông chưa kịp biết ai giết mình và vì sao mình chết, ông trong đầu ông chỉ có một hình ảnh duy nhất là lúc hấp hối chỉ nhớ tới vợ thôi. Ông chết nó sinh làm con rắn trong nhà đó. Cứ mỗi lần mà vợ ngồi đâu lộng rớt lên mình, bà bịch thì dĩ nhiên bà chịu đâu nổi, bà giết. Mà trong kinh chỗ này ghi rõ ràng lắm, gọi là trong này gọi là xô y quát y măng tao quý sợ tí. Khi bà thấy con rắn rớt thì bà mới biết con rắn này chắc chắn là thằng chồng mình chứ không ai hết, bà mới giết. Bà giết xong mà con rắn nó lòng nó còn thương bà, nó bỏ bà không được, nó mới đi làm con chó, sanh làm chó trong nhà. Bà đi đâu con chó nó cũng đi theo hết. Xin lỗi, làm con chó, một kiếp làm chó kiếp làm bò, tôi không nhớ kiếp nào tôi coi mới coi này nữa, không biết làm chó hay làm bò kiếp nào trước á. Bà làm con chó, ảnh làm con chó, thì bà đi đâu cũng đi theo, người ta mới bảo là thợ săn thì bà mới giết con chó. Thì đầu thai đó là làm con bò, thì bà đi đâu nó cũng họ con bò nó cũng đi theo hết, người ta nói bà là cái bà chăn bò, bà cũng giết con bò luôn. Tới lần thứ tư thì cái lòng thương vợ vẫn còn, nó cứ dai dẳng hoài đó, thì ảnh mới đầu thai đã làm đứa con của bả. Mà lần này đặc biệt lắm là nó sanh ra với một cái trí nhớ tiền kiếp, trong tiếng Pali gọi là Chatisara. Chatisara là cái người có khả năng nhớ tiền kiếp nha.
thì là từ lúc nó lọt lòng mẹ rồi, bà mẹ mà chạm vô là nó khóc, nó khóc ngất ngất, nó khóc coi như là mất thở, nó khóc tím môi tái người. Mà người khác đàn ông đàn bà con nít gì là chạm vô nó đều nhăn răng nó cười, nhưng mà má nó lại không, mà má nó chạm vô một cái là nó khóc coi như là khóc mất thở, nó khóc tím môi á. Thế là má nó đành phải nhờ người khác nuôi giùm, bà ở xa xa bà yểm trợ thôi chứ bà cũng không có dám sáp vô. Thì cái ngày mà nó lớn lên rồi, bữa đó ông nội mới hỏi nữa, tại sao con ghét má như vậy, thì nó nói rằng đó không phải má, nó là kẻ thù. Trong đây kêu là Pachamitta đó, tức là kẻ thù. Pachamitta là kẻ thù. Thì ông cái nó bắt đầu nó kể cho ông nội nó nghe từng từng kiếp hai ông cháu nghe, là ông nội nghe ông lạnh nhìn sống quá đi, ông nói chuyện của cháu mà ông nghe ông chịu không thấu, mình còn cái gì mà lưu luyến ở đời nữa con, thôi đi tu. Thì hai ông cháu một già một trẻ dắt nhau lên chùa xuất gia, bèn đắc A La Hán. Thì cái chuyện đó là chuyện có cái kết thúc có hậu, nhưng mà cái vấn đề cái quan trọng của bài cuối câu chuyện đó là gì ta, đó chính là cái ái nó dai dẳng dữ lắm. Tôi có biết một cái chuyện động trời trong kinh nhiều lắm, nhưng mà chuyện thực tế nữa, tức là trong kinh cái chuyện này nó hơi phong thần, tôi kể chuyện phong thần trước rồi kể chuyện xã hội sao. Là có kiếp Bồ Tát làm một con voi ở trong rừng ấy, mà ngài có một bầy voi, ngài đứng đầu một cái đám voi đông lắm, thì trong đó có hai voi cái. Thì thỉnh thoảng là ngài ngài hút nước, ngài xịt lên cái con voi cái bên cạnh ngài đó, rồi ngài có vẻ như chăm sóc, hoặc cứ đi ngang cái buồng chuối nào ngon ngài bẻ ngài đưa cho nó, thì cái con voi cái bên nó ghen. Mà ở đây tôi sẵn nói thêm, theo quý vị với cái não trạng và kiến thức của cái người thời đại này nghe cái đó thấy lạ, nhưng mà theo thông kinh thì những cái con thú nào mà nó mới vừa lên người kìa, khỏi người xuống đó, nó khôn lắm, nó có cái tánh linh mà cái loài khác của cái con khác không có, hiểu không? Tức là cũng là chó, nhưng lâu lâu có những con chó mà nó khôn thấu trời đó, mà kẻ nó không ai tin, là bởi vì nó từ cái kiếp người nó mới xuống. Và ở đây mấy con voi này cũng từ kiếp người mới xuống, thì nó ghen cái con voi cái kia, nó ghen quá, nó ghen nó chịu không nổi, nó mới chết, nó bỏ ăn nó chết, nó mới do cái phước của nó, phước nhiều đời mà. À, nó mới sanh làm cái bà hoàng hậu ở trong trong cái xứ đó, mà bà vừa sanh ra là bà nhớ cái thù xù xưa liền, bà nhớ là Bồ Tát là không có thương bả, mà thương cái bà, thương cái con dâu kia, bà mới cho người vô giết Bồ Tát, giết cái con voi chồng cũ của mình đó, giết. Và Bồ Tát trong kinh nó do cái phước nhiều đời đó, cho nên ngài có cái cặp ngà đẹp lắm, cặp ngà lấp lánh lung linh lộng lẫy, không có giống cái cặp ngà khác. Khi thợ săn đem cái cặp ngà về đó, bà nhìn cái cặp ngà đó, bà có hai cảm xúc mâu thuẫn. Một là bà hả dạ là cái kẻ thù xưa đã chết, nhưng mà cái tình mình của bà đối với Bồ Tát còn quá sâu nặng, cho nên bà thỏa mãn được cái chuyện là mối thù đã giải quyết, nhưng mà bà sốc ở chỗ là chính bà mà Bồ Tát đã chết, bà bị hất cái tắc bà chết. Trong tiếng Bali gọi là lăng há đi, gọi là há đa văn phá lê tiếng, nghĩa là bị vỡ tim, mà mình gọi bây giờ là hất cái tắc, bà chết, bà chịu không nổi nha. Đó là diện chuyện phong thần, chỉ trong kinh. Còn chuyện ngày nay, chuyện có thật 100%. Một vị thầy trên cái đường đi Hoằng Pháp, ngẫu nhiên quen biết được một cô Phật tử. Cái cô này cũng đem lòng cũng thương vị thầy đó, mà vị thầy đó không biết, cổ chăm sóc cho vị thầy đó, nói thẳng luôn như tình nhân, như vợ, như con, như nói chung là cái gì mà trên đời này mà số một là cũng dành cho ông thầy đó. Mà ông thầy đó không biết là ổng không biết, hay là ổng không muốn, mình không biết. Thì cuối cùng á, thì cổ sống chết với cái mối tình đơn phương câm lặng đó. Mọi sự có thể dừng lại ở đó một cách êm đềm, nhưng chẳng may là cổ trong cái thời buổi khoa học này, cổ lại có email và có Facebook, có điện thoại, có message. Cổ quen biết bạn bè bốn phương, và cổ âm thầm có theo dõi từng bước đi của ông thầy đó, mà chàng vẫn không biết. Thế là chàng đi đến đâu nàng biết hết, là ông thầy đến đến Virginia, không ở chùa mà về nhà của ai nàng biết. Cái nhà đó có hai đứa con nhỏ mà chồng thường đi làm xa, ông bà biết. Về Houston mà bà nó là quá chồng, chồng mới bị chết, bà biết.
Rồi ông thầy đó mà ở chỗ mà an toàn, bà biết ở chỗ nguy hiểm, bà biết coi như là cứ mỗi lần mà ông đi bằng tháp như vậy, mà chỗ nào ông ở mà có đàn ông á, thì ok, mà chỗ nào mà ông qua đêm mà không có vẻ là không an toàn, theo bà đánh giá là không an toàn cho Phạm Hạnh đó, là bà viết email bà chửi không còn nước ngon nào hết. Và tôi là người đọc được cái email đó, bà chửi ông thầy đó. Nói chung là cuối cùng đó, thì bây giờ phải chịu, tôi biết sao vậy. Bây giờ nàng không chịu buông, tôi có đọc cái, tức là nàng luôn luôn nàng đem cái chánh pháp ra, nàng nói là nhà sư là phải người tu xuất gia là phải như thế này thế này, thì ông thầy đâu có trả lời, ông nói rằng là tại sao du chọn riêng tôi để du chăm sóc tôi kỹ như vậy. Theo du tôi là ông sư ông thầy duy nhất mà bê bối hay sao, đó là cái thứ nhất, du mới chăm sóc tôi đặc biệt như vậy, hay là du cùng một lúc du chăm sóc nhiều thầy theo cái kiểu này, theo dõi rồi đánh phá mờ ám ném đá dọn tay như thế này, chắc chắn là không rồi. Du phải tập trung tôi, du mới 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 mới, 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 mới công phu như vậy. Mà mình đã thù oán gì nhau mà nếu mà du muốn bảo vệ chánh pháp thì có nhiều cách, tại sao du cứ đè đè tôi ra mà du cứ làm phiền tôi hoài là sao? Mà bây giờ mà trời mới biết là cổ còn thương hay không mình không biết, mà cổ cứ coi như cái ông đó bây giờ mà nhúc nhích một phát vừa xuống máy bay là bà giỏi đến mức này. Tôi nhờ cô Tâm Độ bút vé mà biết cách nào mà bà biết là cái ông thầy đó, giờ tôi đang nói tôi là ví dụ như là tôi vừa nhờ cô bút vé nha, là bà không biết cô Tâm Độ mà bà biết ông An, mà cô Tâm với ông An là thân nhau, bằng cách nào mà bà liên lạc với ông An để moi ra cho được là cô bút vé cô đi đâu. Hay là hay chỗ đó, mà nàng học hành nó theo lời ông thầy, ông nói nàng học đạo rất là dở, văn hóa đời không có cao, nhưng mà nói về ác thì nàng là thầy của chư thiên và nhân loại ba cõi, là nàng là đứng đầu. Nói về gian là nàng cực kỳ, mà vì từ đâu mà ra cái đó, là vì cái phiền não nó khiến, vì cái ái. Thì bây giờ thì tôi có nói cái này, tôi không nghĩ là nàng còn yêu nữa, nhưng mà bây giờ nó chuyển qua hận rồi, mà làm sao mà gỡ được đây thì chỉ là trời cứu thôi chứ làm sao. Còn bây giờ có một cách là có, bây giờ bả thương cái ông nào khác không biết có được hay không, nhưng mà chắc không không được đâu. Bây giờ tôi gài ông chút giới xuống dưới thì chắc gì phải khóa ông chút giới mà phải tha ông thầy đó, nó khổ như vậy. Bởi vì tôi tính là giới thiệu sư danh nè, mặt mũi ngon lành sáng sủa râu quai nón tướng giống tay nè, nhưng bây giờ phải giới ông danh này xong rồi đó, phải có tha ông thầy đó hay không, chỉ đó là chỉ có trời biết thôi nha. Cho nên ở đây mới nhớ cái này, cho nên ái tuy thấy nó mềm nhưng mà nó là lạt mềm buộc chặt, còn cái sân á thì cái biểu lộ của nó ghê gớm thiệt đó, nhưng mà dễ lắm. Thì tôi nghi cái trường hợp mà tôi vừa kể đó, là nếu đơn giản là do cái mối mối bất bất hòa hay là mâu thuẫn hờn giận đó, thì tôi nghĩ nó không có ghê như vậy đâu, mà tôi nghi như này có thằng cha ái nó chen vô trong đây nó mới trở thành nó một cuộc chiến trường kỳ dai dẳng như vậy, 30 năm nội chiến từng ngày nè. Tôi nghi cái chuyện này lên tới 30 năm nội chiến từng ngày luôn. Bà phải nhìn thấy ông này rồi chết trên một ngọn núi đầy mồ bà mới yên, chứ còn mà bà không có thể nào mà bà tha cái ông này này đâu nha. Cho nên nó bài kinh này nó sâu ở chỗ này, là khi ngài hỏi, khi ngài nói chư tăng là ma này có ai hỏi cái đặc điểm của ba cái phiền não đó, thì các người trả lời thế này: tha mái đó, tội nhẹ nhưng mà khó trừ, sân tội nặng nhưng mà dễ trừ, si thấy nhẹ nhưng mà khó trừ. Thì ở đây thì trong chú giải nói rằng cái này chỉ là nói đến khía cạnh gọi là biểu hiện mang tính tục đế mà thôi, chứ ái làm sao mà nó nhẹ được. Nhưng mà trong cái nhìn của thế gian ở trong Bali gọi là lô cao quá chát nha. À, ai trong trong room này mình đang đọc và đang 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 dò bắn Bali đó, thì các vị sẽ thấy ủa sao đâu có thấy chữ Panyati ở đây, đâu có thấy chữ Samuti, mà sao ông dám giảng mà chế định. Thì tôi xin hiến các vị một chữ, đó là chữ lô cao quá chát. Các vị có thấy chữ đó hay không? Có thấy trong chú giải của kinh này có chữ lô cao quá chát hay không? Các vị có thấy không? Nếu có đánh ra cho người ta thấy. Ừ, cho thôi cho ngủ hết rồi. Lô cao quá chát tức là tiếng đời đó, nói trên tiếng đời thôi, tức là tiếng đời. Lô cao quá chát là tiếng đời nha. Đó, lô cao quá chát là tiếng đời. Đấy, lô cao quá chát là tiếng đời. Xét trên tiếng đời đó thì cái ác của tham đó, nó không có ghê gớm bằng cái ác của sân. Nhưng mà đó, nói trong A Tỳ Đàm thì cái ái nó là cái nền của mọi thứ. Vì sao ái nó với vô minh, ái trong 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 pháp cú nói
ái là mẹ mà vô minh là cha, cái cặp giai ngẫu này nó cộng lại nó đẻ ra chúng sanh, nó đẻ ra luân hồi. Còn cái sân thấy nó vậy chứ nó dễ trừ, là vì sao? Là vì các vị ở trong trong râm này, nếu mà có học A Di Đà chắc biết là muốn đắc sơ thiền là anh không còn sân nữa và không còn dục ái nữa, nhưng mà ái kia vẫn còn, ái trong thiền vẫn còn nha. Muốn đắc sơ thiền chỉ đầu tiên anh không dục dục con còn dục ái. Muốn đắc sơ thiền chỉ đầu tiên là anh phải tạm thời nó dàn xếp được tâm sân. Đó là chuyện thứ nhất. Chứng minh đầu tiên cho thấy là cái tâm sân nó không nguy hiểm bằng cái ái. Thứ hai, đắc ana à, xin lỗi, thứ hai là đắc tu đà quần là cái sân đã giảm nhẹ rồi. Nhưng mà sở dĩ mình thấy trong A Di Đàm nói là tu đà quần cắt đứt gì đó, trừ được thân kiến hoài nghi, tư đà hàm là giảm nhẹ dục ái và sân, nhưng mà đó là học theo con két. Chứ thật ra ngay cái quả vị tu đà quần là người ta đã giảm nhẹ dục ái và sân rồi. Vì sao? Vì vị đó không còn thân kiến nữa. Nhưng mà tại sao không có nhắc? Là bởi vì cái đó, cái đó để dành cho cái ông số 2. Vì trong 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 kinh ghi rất rõ cái phiền não của vị tu đà quần tất cả đều phải giảm, cái nào trừ hẳn thì trừ, mà cái nào giảm được thì giảm. Là vì sao? Là vì vị này không còn khả năng sa đọa nữa, cho nên cái sân của vị tu đà quần là cái sân không đủ để đọa. Có nghĩa là sao ta? Cái sân của vị tu đà quần không đủ để làm ác, không đủ để làm thân nghiệp và khẩu nghiệp bất thiện. Nhớ nha, trong rung đàm ơn ghi dựng cái này, cái sân của tu đà quần, cái dục ái của tu đà quần á, không đủ mạnh để làm thân nghiệp khẩu nghiệp bất thiện, nhớ nha. Rồi còn cái ý nghiệp bất thiện của vị tu đà quần cũng không đủ để vị này bị sa đọa, nhớ nha. Nhớ, cho nên nó là ngay cái quả vị đầu tiên đó là tu đà quần là người ta đã giảm nhẹ dục ái và sân. Nhưng mà riêng về cái sắc ái và vô sắc ái đó thì phải nói là lên cái quả vị la hán mới là dứt hẳn nha. Nhớ cái đó, nhưng mà nói vậy thôi, chứ còn cái sắc ái của vị tu đà quần cũng không giống cái sắc ái, cái nó dùng cái niềm đam mê trong thiền á của vị tu đà quần cũng không giống cái niềm đam mê trong thiền của phàm phu. Là vì sao? Tôi nhắc lại, người ta không còn thân kiến nữa, người ta không còn thấy năm uẩn này là của tôi chính là năm uẩn, họ không có thấy như vậy nữa. Cho nên họ có thích cái gì đi nữa, họ có ghét cái gì đi nữa, thì cái thích và cái ghét đó hoàn toàn không giống như cái thích cái ghét của chúng ta. Ok, bây giờ ngưng rồi, hẹn gặp các vị ngày mai. Tôi giảng tôi cứ trông là cứ đến giờ không, mà giống như là đã trông đến ngày Niết Bàn rồi. Chúc các vị một ngày vui. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me nyatinam hotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asuva khaya vaham hotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabbasattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.